nhanh lên không lại mất dép. Anh Thiết thì đang cố gắng bắt cá đây. Làm vlog. Đây nhiều ghê. Nhiều thật. Đây ở dưới này. Một đống luôn. Tí nữa mình về mình bắt đầu. À, ướt quần rồi. Ướt quần rồi. Ướt quần rồi. Đây 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 đây. Cá kia, cá kia. Anh đứng rồi. Thôi, để ướt rồi thì thôi ướt rồi. Về thay bộ khác. Ờ, phải thay bộ khác sao? Ừ. Được. Thế này cho thoải mái nhá. À, đừng có hất. Biết à. Ê, thì chạy quanh biển này không? Thì chạy ngang biển này không? Hả? Nhà này anh thì chạy ngang biển này không? Chơi. Chơi. Ê. Chạy lấy nước. Kêu anh trông nông dân đấy nhỉ? À. Ui ui, cái gì đấy? Quả bóng này. Không phải à? Ướt điện thoại rồi. Đây là cát trắng nha. What's up? What's up? What's that? Wow. Phi. Phi ném đá. What's that? Gì trắng trắng vậy? Cái gì trắng trắng thế này vậy? À không, nó chỉ là túi rác thôi. Ui, thôi. Đã ướt quần áo rồi thì xuống bơi luôn. Xuống bơi luôn nè. Luôn. À, không được đâu, anh đang có điện thoại. Nguy hiểm nha. Tắt đi, tắt đi. Ok. Làm vlog xong rồi nha anh em nhỉ. Ok. Ui. Một đống cá. Rất là vui. Biển Nha Trang rất là vui. Rất là vui nha. Rất là vui. Tấn công anh chưa? Không? Quay à. Ok.